Chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh của tôi ha. Và hôm nay cũng được theo yêu cầu của rất nhiều tất cả anh chị em mới bắt đầu học piano ha. Thầy cho thêm một những cái kiến thức về nhạc lý. Bình thường thì tôi hay hướng dẫn những cái bài thực hành về ngón, mẹo, scale hay là những cái mẫu về câu lót câu dẫn vân vân ha. Và từ bây giờ thì tôi sẽ có thêm những cái phần để cho các bạn học thêm à, có rất nhiều bạn bị hỏng về những cái về mặt basic cơ bản. À, tôi sẽ cho thêm về mỗi một tuần thì tôi sẽ có thêm một cái bài về nhạc lý khoảng à, 10 phút thôi. Một ngày các bạn dành có 10 phút về nhạc lý. Bởi vì khi hiểu về các kiến thức về nhạc lý sẽ giúp cho các bạn chơi đàn hay hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn và ngoài ra thì tôi sẽ thêm những cái mẫu ví dụ như là 10 phút các bạn có thể học thêm về hòa âm nhạc jazz à, Có rất nhiều các cái mẫu scale câu chạy ha để giúp cho các bạn học những cái thể loại các bạn thích. Rồi và hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên về phần nhạc lý thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để các bạn nhớ được nốt nhạc nhanh ở trên uh, dòng kẻ ha. Thì đối với các bạn mà mới học đàn thì những cái kỹ thuật về ngón tay như là legato này đó. hay là Sakato ha thì những cái kiến thức như vậy tôi đã hướng dẫn ở những cái bài trước ha. hoặc là những cái bạn đã được học những cái khóa của tôi thì tôi đã hướng dẫn rất là kỹ về những cái mẫu chạy làm sao mà không được gồng cổ tay này. Đó. Những cái mẫu đó là về ngón và hôm nay thì tôi sẽ đi phần nhạc lý cho các bạn. Thế thì làm sao mà để mỗi một ngày các bạn dành khoảng 10 phút thôi chỉ cần khoảng 10 phút nếu các bạn học cái phương pháp đúng thì nó sẽ giúp cho các bạn học nhanh hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn. Nó giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian ha. Thế thì với những anh chị mà mới bắt đầu học piano này hoặc cái khả năng mà đọc nốt của mình nó còn chậm á thì anh chị có thể thử áp dụng cái phương pháp này của tôi cũng đang hướng dẫn cho rất nhiều tất cả anh chị em học viên. Đó là cái cách mà mình học học dựa trên vị trí, cao độ nốt nhạc. Thế thì ở cái phần này thì chúng ta cần phải học ba thứ cùng lúc ha các bạn đầu tiên nhé các bạn à, nếu mà muốn biết về vị trí nốt nhạc ở trên dòng kẻ thì chúng ta phải biết được là dòng kẻ nó sẽ như thế nào thì ở trên dòng kẻ nó gồm có 5 dòng kẻ chính các bạn này được tính từ dưới lên trên dòng 1 này dòng 2 dòng 3 dòng 4 và dòng 5 Đó, các bạn thấy chưa nó có 5 dòng kẻ chính các bạn ha, được tính từ dưới lên trên và ngoài ra thì nó có bốn khe chính khe là gì khe nằm giữa hai dòng kẻ gọi là khe đó. và khe số 1 khe số 2 khe số 3 và khe số 4 thì chúng ta có 4 khe chính vậy tương đương như vậy thì ta có 5 dòng kẻ chính và 4 khe chính Ngoài ra ta còn có 5 dòng kẻ phụ và 4 khe phụ thì những cái đó nâng cao sau chúng ta sẽ được học làm sao mà chúng ta nắm được cái, cái gốc chính này thì những cái kia thì sẽ rất là đơn giản ha Vậy là chúng ta có 5 dòng kẻ chính và 4 khe chính và đều được tính từ dưới lên trên Vậy là các bạn phải nhớ được những cái vị trí của dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5. Và khe 1, khe 2, khe 3, khe 4 ha. Và tương đứng như vậy thì mỗi một dòng kẻ nó đều có một nốt nhạc và mỗi một khe nó đều có một nốt nhạc ở trên đó. Vậy cái cách học ở đây là chúng ta học theo vị trí. Vậy thì trước khi mà chúng ta hiểu được vị trí của nốt nhạc ở trên 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 dòng kẻ thì chúng ta phải hiểu một cái cấu tạo à một cái à một, một cái kiến thức đó chính là ừ người ta gọi là khóa khóa nhạc và bây giờ thì chúng ta sẽ đi khóa đây là đầu tiên là khóa son trước thì sau đó những bài sau thì tôi sẽ hướng cho hướng dẫn cho tất cả các bạn khóa pha thì khóa son này đó nó bắt đầu từ dòng kẻ số 2 nhé các bạn này kéo hết lên trên dòng kẻ số 3 đó kéo hết dòng kẻ thứ nhất rồi các bạn kéo hết lên trên dòng kẻ số 5 rồi xuống đó móc lại đây chính là khóa son và từ đó ta có nốt son thuộc dòng kẻ thứ hai quãng 8 thứ tư ở trên đàn Vậy thế thì ở đây này ký hiệu của nó là G và G4 Vậy các bạn nhìn thấy không? Đương nhiên thì cái khóa son này tôi vẽ không được đẹp lắm <laughs> Các bạn nào mà khéo tay hơn thì các bạn có thể vẽ đẹp hơn ha. Vậy ở đây từ đó thì ta có nút son thuộc dòng kẻ số 2 và quãng 8 thứ tư ở trên đàn Vậy các bạn nhìn này đầu tiên là dòng kẻ thứ hai nút son và nút son này được được ký hiệu bằng chữ G hay là chữ G ha và nó là son 4 tại sao gọi là son 4 Tuy vì ở trên đàn piano chúng ta có 8 nốt đô các bạn nhìn thấy trên bàn phím của tôi không các bạn thấy nhìn thấy cái đô 4 không ở trên cái phím xanh xanh ở trên kìa đó các bạn cứ đếm thì ở trên đàn piano chúng ta có tổng cộng có 8 nốt đô đô 1 này đô 2 đô 3 đô 4 đô 5 đô 6 đô 7 và đô 8 ở trong cổ điển thì người ta gọi là quãng tám nhỏ, quãng tám lớn, quãng tám trầm, quãng tám cực trầm. À, trong nhạc nhẹ thì các bạn chỉ cần hiểu là quãng thứ nhất, quãng hai, quãng ba, quãng bốn, quãng năm thôi. Vậy cái son này thuộc son, son bốn các bạn này. Đó, son bốn ở trên đàn đây. Đô bốn đây. Rê, mi, pha, son bốn. Vậy chúng ta học cùng một lúc gồm ba thứ. Một là vị trí ở trên đàn, à trên dòng kẻ. Hai là ký hiệu của nó. Và thứ ba là vị trí ở trên đàn vậy cùng một lúc ta phải học ba thứ cùng lúc à, có vẻ sẽ hơi khó nhưng các bạn không sao cùng một lúc các bạn học ba thứ đó thì nó giúp cho các bạn về sau học nhanh hơn rất là nhiều à, nhiều người cứ học nốt son son bốn không thôi là đi dịch các nốt khác thì như vậy mà các bạn không học ký hiệu và cũng không học ở trên đàn nữa thì nó sẽ bị mất thời gian sau này các bạn vẫn phải học thôi nên là Chính vì vậy mà cái phương pháp ở đây là chúng ta học theo vị trí học đúng ra luôn đúng cái vị trí đó và tên và ký hiệu và vị trí trên đàn luôn vị trí dòng kẻ vị trí trên đàn và ký hiệu đây là ba thứ các anh chị lưu ý ha rồi và do vậy thì từ đó thì ta sẽ có những cái vị trí nốt nhạc ở trên năm dòng năm dòng kẻ như sau dòng một à, nhìn này dòng một sẽ là nốt mi được ký hiệu bằng chữ e hay là y mi 4 dòng hai vừa nãy là son 4 hay còn gọi là G4 Dòng số 3 là C4 ký hiệu chữ B, B4. Dòng 4 là nốt Re ký hiệu chữ D, chữ Đ, D5. Và dòng 5 sẽ là nốt Fa ký hiệu chữ F, Fa, và 5 Các bạn nhìn này, đây, Mi4, Son4, C4, Re5, Fa5. Các bạn thấy chưa? Vậy là tương ứng với 5 dòng kẻ là 5 nốt nhạc. Vậy các bạn chỉ nhớ vị trí thôi Ví dụ tôi hỏi là dòng 1 I4 I4 nằm đâu? Dòng 1 Dòng 4 D5 Hay còn gọi là Ray 5 Thế thì Ray 5 nằm đâu? Dòng 4 các bạn học đi học ngược lại liên tục như vậy à, Ví dụ dòng 3 là B4 Thấy bạn thấy chưa? B ký hiệu là của nốt C Thế nên là các bạn nên học theo những cái ký hiệu như vậy thì để sau này các bạn học đệm hát hay solo thì các bạn sẽ rất là tiện các bạn nhìn các ký hiệu các bạn sẽ rất là dễ chơi ha trong họ âm nhạc thì toàn bộ là ký hiệu là chính rồi tiếp tục à, sau khi có năm dòng kẻ rồi thì chúng ta đến với khe là các bạn nhìn thấy không vậy là khe của chúng ta thì cũng tương tự khe số, khe số 1 sẽ là F4 tức là pha 4 khe số 2 là nốt la được kiểu chữ A à, là 4 khe số 3 là nốt đô được kiểu chữ C chữ cờ đô 5 và khe số khe số 3 là đô 5 và khe số 4 sẽ là mi mi 5 ở chữ E ha. Vậy tương ứng với bốn khe chúng ta cũng tương ứng có bốn nốt nhạc đó. Khe 1 và 4 là 4 đô 5 mi 5. Vậy các bạn vừa nhìn thấy thì chúng ta tổng cộng có 5 nốt nhạc ở trên 5 dòng kẻ. Và bốn nốt nhạc ở bốn khe tổng cộng vậy là 9 nốt. Mà chúng ta có tổng cộng có mấy nốt nhạc? Chúng ta chỉ có 7 nốt thôi. Vậy nó sẽ có hai nốt lặp lại các bạn thấy chưa? chúng ta sẽ có nốt mi này đó và nốt pha lặp lại này. đây các bạn để pha 4 với pha 5 nó lặp lại không cùng là nốt pha nhưng khác khác nhau về cao độ nốt mi mi 5 với lại cả mi 4 các bạn ha đây mi 4 với lại cả mi 5 đó, vậy tổng cộng là có hai nốt lặp lại vậy chúng ta tổng cộng chỉ có 7 nốt nhạc thôi vậy ở đây á, thì chúng ta cứ học ở trên như vậy ở trên năm dòng kẻ và bốn khe trước và nhiệm vụ của chúng ta làm gì nhỉ về nhà chúng ta tập viết đó, sau khi đó thì chúng ta viết ở trên sheet nhạc đó. tôi khuyến khích các bạn học nhạc thì nó không có không có đường tắt các bạn các bạn học đúng phương pháp thì nó học nhanh và nó bớt đỡ mất nhiều thời gian thôi thì về nhà mình viết như nào mình viết vị trí bất kỳ đó ví dụ như mình viết vị trí là gì a à, trong 3 thì sẽ là gì b bốn trong một b bốn đó khe một f 4 hay là khe 3 độ 5 rồi tương tự như vậy dòng 2 gì 4 à, khe 4 y 5 tất cả những cái này các bạn cứ tập liên tục nó học tập ở các vị trí khác nhau với các bạn bởi vì bài tập nhìn xít nhạc về cao độ thì là cái bài tập về nhìn làm sao mà các bạn nhìn thật nhanh nốt nhạc thì giúp cho cái khả năng đọc nhanh thì mới điều khiển được cái tay theo đúng phương pháp là mắt nhìn xong rồi uh, nó chụp lại cho nó đưa về trung ương não thần kinh nó điều khiển tay để chơi. Cho nên là mắt mà càng thị tấu nốt nhạc càng nhanh thì nó sẽ giúp cho các bạn uh, chơi đàn nhanh. Ha. Nếu không thôi thì cái tay nó vồ trước khi mà cái đầu nó chưa nhìn kỹ thì nó vậy nó gọi là chơi theo bản năng. Còn mà mắt mà nhìn nó chụp lại điều khiển tay thì gọi là chơi theo sự hiểu biết. Nên đây cũng là một cái cách để giúp cho các bạn có thể học nhớ nốt nhạc được nhanh có vẻ đầu tiên các bạn nhớ ba à, ba cái ký hiệu, ví dụ như là dòng kẻ này, ở trên à, nhớ nốt nhạc ở trên dòng kẻ này. Nhớ nốt nhạc ở trên đàn này cộng với lại cả cái ký hiệu của nó thì ba thứ cùng lúc có vẻ có vẻ lâu nhưng thực không phải, chúng ta đang đi rất là nhanh bởi vì chúng ta học càng nhớ các vị trí đó nó giúp cho cái việc mà đọc nốt thị tấu nốt và khi mà chúng ta vỡ một tác phẩm mới nó rất là quan trọng. Đó ha thì đấy là những cái cách mà tôi đang hướng dẫn cho rất nhiều tất cả anh chị em học viên học cái cách làm sao mà có thể nhớ được à, à, nốt nhạc ở trên năm dòng kẻ bốn kè làm sao nhanh nhất ha và các bạn cứ tập liên tục hàng ngày nếu các bạn hay thử đi mà xem mỗi một ngày các bạn cứ chép giống như tôi vừa nói á các bạn chép ở các vị trí khác nhau chứ đừng có học dịch tôi thấy nhiều bạn cứ học dịch đồ này xong rê này mi này pha này son này la này si đồ cứ học dịch dần dần lên như vậy thì nó làm cho cái bộ não mình nó không có sự nhanh nhạy tức là nó cứ liên tục nhiều bạn đánh đàn đồ đây mi ba ba so, mi rồi, cứ đánh liên tục như vậy không à và cứ đánh liên tục hoài như vậy thì nó giúp cho cái bộ não mình nó bị trì nó không có sự hoạt động nhưng mà nếu các vị trí khác nhau thì bắt buộc phải à, cái bộ não mình nó sẽ hoạt động ha thì còn ngoài những cái kiến thức sau về khóa pha hoặc là những cái kiến thức sâu hơn thì chúng ta sẽ học ở những cái bài tiếp theo. Mỗi một ngày các bạn chỉ dành khoảng chừng 10 phút thôi, nó sẽ giúp cho các bạn được rất là nhiều. Và đương nhiên các bạn nào mà quan tâm sâu những cái khoa học có thể vào cái website hải.pino.com của tôi để tìm hiểu vì có thêm rất nhiều cái khoa học nâng cao điểm hát solo cho rất nhiều tất cả các bạn muốn nâng cao hơn ha. Hoặc có thể email cho tôi, tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả. Tôi luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.